Trời ơi, nhanh lên bà ơi, tiệc sinh nhật sắp tới rồi đó. Bà lâu quá là tôi không chờ nữa đâu, nhanh lên. À biết rồi, chờ tí, sắp xong rồi nè. Đi, bà thấy tôi mặc đồ đẹp không? Trời ơi, bận đồ gì đâu mà giống cái gì vậy? Đẹp mà, trời giống người với giống vậy. Không phải, ý tôi là bà bận đồ gì đâu mà nó sến kinh khủng luôn á. Tôi thấy á, mà bộ đồ này mà dưới quê tôi được xưng là hot girl của dưới quê tôi đó. Trời ơi, nói chung là thay đồ gấp cho tôi. Nhìn bà bận đồ như bà ngoại tôi vậy. Tôi thấy có giống bà ngoại gì đâu. À, em chào chị. Con chào ngoại. Chị dắt ngoại qua đây chơi hả? An. Chị Thúy, sao chị mặc đồ giống bà ngoại quá vậy? Chị giống bà ngoại hả An? Chị là chị em mà chị giống bà ngoại hả An? Thôi, bây giờ nếu mà muốn đi ăn sinh nhật tôi á, thì bà phải thay đổi cách trang điểm, thay đổi cách ăn mặc. Không thôi là tôi không chơi với bà nữa. Nói chung là bà tự lo đi. Chờ tôi đi. Chị, em thấy chị cũng đâu có xấu đâu. Em chỉ thấy chị quê thôi à. Mà quê cũng là cái tội nha. Em càng nói chị càng bực bội á. Hay là mình nên bó chút tí xong mà ta. Nhưng mà bây giờ cho dù có xin tiền đi nữa thì chắc chú Tùng cũng không có cho nữa. Hình như con bé An nó có con heo. An. Dạ. Chị nghe nói em có con heo bự chà bá đúng không? Dạ đúng rồi đó. Em có con heo bự hơn chị luôn á. $1,000 lận á. Em cho chị mượn nha. Không, con heo này em để dành để mua búp bê. Em không cho hả? Không. Bây giờ em không cho chị mượn cũng được. Nhưng mà chị nhớ nhớ nha, là hồi hôm bữa tự nhiên chị đang đứng ở ngoài á, xong rồi cái tự nhiên chị nghe một tiếng xoáu thiệt là lớn. Cái tự nhiên chị chạy vô, xong rồi cái dĩa chú Tùng thích nó bể. Mà chị thì chị biết đứa nào làm. Chỉ có mình chị biết thôi. Chắc tầm 5 phút nữa chị sẽ đăng xì status trên Facebook rằng dĩ bể có gì vui. Thôi thôi thôi, chị đừng có nói ba Tùng, với lại chị cũng đừng có đăng lên Facebook nha. Để em cho chị mượn. Thấy chưa, thà em sớm như vậy chị đâu cần phải nói ra chi cho tốn công vậy. Lấy đi em. Dạ. Hay quá Thi ơi, thiệt là thông minh quá. Lâu dữ ta. Ấy. Sao? Thôi bây giờ chị thấy em tiếc con heo quá. Thôi em cứ giữ đi, 5 phút nữa status chuẩn bị. Thôi chị. Bây giờ là em muốn chị ra tay hay là em ra tay? Chị. Wow, vào rồi, wow, rít rồi. Oh my, wow, 500,000, 500. Ngàn âm phủ. Wow, sao tự nhiên em nhiều tiền âm phủ dữ à An? Em đâu có nhiều tiền đâu. Bữa trước em đi học, em thấy cái đám ma, em thấy quá trời tiền luôn. Em lượm, em bỏ vô đây. Với lại Bình nói bỏ vô đây là sẽ hơn lắm á. Công nhận em dễ dụ thiệt. Thôi giờ như vậy, mấy cái tiền thiệt chị giữ, còn mấy này thôi cho em lấy hơn. Thôi chị giữ đi, để em giữ mấy cái tiền kia cho. Không tới 10,000 nữa. Vậy để em giữ cho.